everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare this snail curry recipe. So now let's enjoy with me. Here's the snail. And now I'm going to prepare snail. Thank you.
cooking oil, curry seed, pounding crockery, chopped dry chili pepper, coconut meal, salt, fish sauce, sugar, chicken powder, palm sugar, add more coconut meal. Chán hay, ôi tùm nổ nè. Ôi, tùm nổn khăn à. First time that I cook it. Time to test it, so let's have it with me. Ôi, khoản đã khơi rụp riêng, có trong nhằm đây nè. Ní, chập đạp đạp tật nồng nồng máu, hay phòng tích. Mình toàn bao dựng bớt về. Chẳng ai miễn tên. Rất tự cái chuyện màu á. Nhanh nha. Nhưng cặp cụt viên chân tớ về để dựng bớt viết cứ chanh nó lúc chanh mặt ổng. Ôi, ngon nha. Mấy chân ăn chân sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.